Chào với FF chị Cà Phê, em em một có anh chiếc Trần Tuấn ạ. Honda Dream bản sản xuất tại Việt Nam nhé. Vâng. Chiếc này thì là bản tem Fami sản xuất những năm 2011, 2012 là bản đời chót của riêng Việt rồi đấy. Thì tình trạng thì em không thông báo với mọi người, chiếc xe này thì là máy nguyên bản nhé mọi người nhé. Máy nguyên bản đấy, mọi kỹ thuật quay về đây. Khu vực đầu bò đây là máy nguyên bản, chưa đụng chạm gì. Tình trạng đồ nhũ của chiếc xe này ấy thì về cơ bản thì là nguyên bản hết, chỉ có chiếc càng trước này thì có, bên em nhà, chủ xe cũ có. Họ đã có tỉa sơn qua rồi, bởi vì mọi người cũng biết là dòng xe riêng Việt, dòng xe Honda Việt Nam thì với cái thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam nó hay bị sùi. Chủ xe cũ đã phục dựng lại nhưng mà một chút về cái phần càng trước. Còn như da máy này, mayơ trước mayơ sau thì màu nhũ các thứ là còn nguyên bản hết mọi người nhé. Và các chi tiết còn lại của xe ấy thì phần nhựa này, về phần nhựa này, tem zin này và nhựa tất cả này đều còn nguyên zin hết mọi người nhé. Vâng, biển số xe là biển 17B186922, một chiếc Dream Việt Nam đời 2011-2012. Anh em chờ em xíu, em nổ máy cho anh em. Máy thì còn rin. Hiện tại là chi tiết anh em một vòng thì hiện tại là có đôi thụt này được bắn tỉa anh em nhé. Đôi thụt bắn tỉa mai ơi thì có hơi sùi theo thời gian. Da máy thì vẫn còn nguyên zin đấy ạ. Da máy còn nguyên zin một đôi. Vâng, còn nguyên zin. Bán hộp xích cũng vẫn nguyên zin. Gót thụt thì hơi xấu xấu một tí. Đấy, anh em quay chi tiết cho anh em luôn. Chiếc xe này có nguồn gốc từ Thái Bình thì cũng khu vực giáp biển đấy thì. Rồi, tiếp. Cái Tam Lan vẫn còn nguyên zin theo xe. Hiện tại xe xấu một chút. Xe đang nổ anh em nhé. Đây, cái này thì bên em cũng có được về, cũng có được spa thêm. Đấy, bô vẫn còn nguyên zin anh em ạ. Gót thụt thì đây, đôi bên gót thụt cũng hơi xấu xấu một tí. Theo thời gian. Bô Gucci. Đấy, bán càng vẫn còn nguyên zin. Đây, da máy bên này cũng nguyên anh em nhé. Thay nguyên cái ốp nhựa này thôi. Thì về tổng thành chiếc xe này thì cơ bản thì là còn nguyên bản hết, trừ những cái bộ phận nó sẽ hao mòn theo năm tháng, bên em có thay thế mới như là các bộ phận cao su, như cao su tay nắm, cao su để chân. Đấy, thế thôi ạ. Còn về cơ bản thì là chiếc xe này là tỷ lệ nguyên bản rất chi là cao. Thì bây giờ xin chị Dung thông báo giá cho mọi người biết. Rồi, em báo giá cho anh em luôn chiếc xe Dream, máy còn zin anh em nhé, bán cho anh em là 21 triệu đồng. Vâng, 21 triệu đồng. 21 triệu đồng Dream phiên bản đời chót mọi người nhé. Biển Thái Bình, 17B186922, biển rất dễ nhớ mọi người nhé. Anh em nào đúng biển đúng tỉnh hoặc anh em nào Grab xe ôm dành cho anh em chở hàng, những dòng xe này em thấy rất là hợp lý, tại vì nó giá ra có 21 triệu đồng thôi. Đấy, anh em nghe tiếng máy hộ em, còn những gì chi tiết em bên em đã vừa hợp và em đã vừa chi tiết qua rồi. Đấy, gì nhỉ? Chìa khóa một đôi thì đã được thay thế mới anh em nhé. Không sau nhiều năm sử dụng đâu. Thì dòng chìa khóa zin nó rất hay bị lỏng. Nó hay bị rơi chìa. Vì bản thân chìa nó là chìa nhỏ anh em ạ. Đấy, thế nên nam ra là nhiều nó bị lỏng. Chìa nó chỉ có 4 bi thôi cho nên là rất nhanh hao mòn. Một vòng xong bắt đầu là mình quay một vòng xong bắt đầu là mình sẽ cameraman quay lại một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng chiếc xe này nhá. Đấy, anh em không cần phải quay bên này, anh em nắp bình xăng vẫn còn nguyên zin luôn anh em nhá. Đấy. Anh em bên này cameraman. Khung sườn đều còn nguyên bản hết mọi người nhá. Đấy. 21 triệu đồng, đời 2011-2012, đời chót rồi. Đấy, anh em quan tâm cho em một chiếc Dream, mọi người có thể cân đối 2012 rồi đấy ạ. Em cân đối cho em một xe này nhé, máy ngon, hình hài thì thôi, nó cũng theo thời gian. Có những anh em thì giữ được xe đẹp cắt gao, có những anh em thì không giữ được như xe này. Thì bên em đôi thụt cũng có được bắn tỉa, nhũ mã thì nó cũng vừa vừa thôi. Được cái đôi da máy vẫn còn cứng cáp, chưa phải bắn tỉa. 21 triệu đồng anh em nhé, để em kiểm tra lại, sao em thấy nó hơi rẻ rẻ tí, 2012. Kiểm tra lại xem nhớ nó nhầm cái to anh em ạ. Rồi, hiện tại nay là mùng 10 tháng 8 đúng không? Nay 11, chưa có báo giá ngày 11 à? À chưa, ok. Ok anh em nha, 21 triệu đồng, em ơi lên tôi cho chị con này. 21 triệu, đi ăn đi làm Grab. Giá rất là hợp lý, chỉ bằng một chiếc xe Way. Em nhá, anh đang hỏi quân Abelette. Rồi, tiếp theo em ơi, các chị gồm một chiếc SH. SH nha anh em nha. Ôi, cố gắng làm sao ngày hôm nay em sập sàn cho anh em những chiếc SH nhập khẩu. Mang ra chiếc này thì em vừa nhớ cách đây trước khi em vào livestream cũng có một anh Tây cũng khách quen cửa hàng cũng có hỏi qua em về chiếc này. Thì tiện thể nếu mà anh ấy có xem thì chắc là anh ấy sẽ biết. Coi như là em đang giới thiệu cho cả anh ấy. Ok, đồng nhung. Và mọi người xem luôn. Anh ấy cũng nói được tiếng Việt mọi người nhé. Thì em xin giới thiệu qua về chiếc xe này nha. Honda SH phiên bản 150i, sản xuất năm 2019.
phiên bản ok phiên bản đặc biệt mọi người nhé. Và vâng. là phanh ABS, chiếc này là phanh ABS mọi người nhé. Thì chiếc xe này thì đã rất quen thuộc với mọi người về cái vấn đề là mẫu mã rồi, rất nhiều người ưa chuộng dòng xe này. Thì tình trạng xe ấy thì về phần sơn xi thì có rất nhẹ một chút, tắt qua rồi. Đấy, thì vấn đề này không thể tránh được, thì mời camera quay qua nhé. Từ đây 150 ABS nha mọi người, giữ lưu ý. Vâng, em nhớ con này nó là sơn xi là màu đen, đen sần anh em nhá, mọi người nhá. Phiên bản này đặc biệt thì nó sẽ có tem đỏ 150i. Dành cho anh em nào thực sự lốc máy còn sơn zin mọi người nhá, lốc máy là còn sơn zin rồi, giảm sốc đây là vẫn còn màu bảy sắc cầu vòng nhé, chứng tỏ chủ xe cũ đi sử dụng không quá nhiều và là rửa bằng rửa nước rất, máy rất là giữ đúng không anh em. Vâng, rửa bằng nước máy. Cảm ơn anh Đốt Thanh. Có nhiều vùng thì rửa bằng nước giếng khoan nó sẽ bị ố vàng như đây nè. Vâng, biển số xe con này là 29M1 anh em nhá. Vâng. 66261, một chiếc bản led 2 tầng, bản đen tần đời 2019, 150. Đấy, xe này em có nhớ là em có like một hoặc hai lần gì đấy. Đấy, những cái dòng xe này thì anh em thực sự đam mê, gương lược anh em nhá. Anh em nhìn độ sần hộ em. Đấy, nắp bình xăng sần rất là căng. Đây, cái xe này thì duy nhất có tay sách là bị tỉa sơn rồi. Đúng, đúng rồi. Vâng. Rồi, cái mặt trên tiếp theo, anh em nhìn độ sần hộ em này, phím hộ em này, đấy rất là căng đúng không ạ? Tay nắm vẫn còn nguyên zin. Rồi anh em nhìn này, không bị đâm đụng đổ vỡ, không tai nạn anh em nhé, cam kết luôn cho anh em luôn. Xe này cam kết anh em nếu tai nạn bên em đền hoa thêm cái xe nữa. Đấy. Uy tín và chất lượng nó là như vậy, anh em cứ yên tâm mà đi thôi. Một chiếc nhập khẩu một chiếc led 2 tầng, chờ em xíu em kiểm tra giá luôn cho anh em. Vâng, chị Dung chờ, trong lúc chờ chị Dung kiểm tra về giá thì em 66261. Một chút thì xe trong tình trạng là phần nhựa thì có tút và một vài điểm sơn. Thì xe sau nhiều lần sử dụng thì có xước sắt, thì bên em có tút qua rồi và đã sơn lại cái tay sách rồi nhá. Đấy, cái đấy là cái bộ phận mà không thể tránh được. Sau nhiều lần sử dụng không tránh được, nhưng mà đây cái đây em quay vào đây cái này là những con ốc này. Đấy, bởi vì là chủ xe giữ gìn khá tốt nên là ốc nó còn rất là sáng. Đấy, màu còn rất là đẹp mọi người nhá. Đây rồi. Là hai bên. Hôm trước thì có con bán ra 84 triệu, bán rồi. 92 triệu một con, có mấy nghìn cây thôi cũng bán rồi. Hiện tại còn con này là em bán ra với giá là 82.500.000. Công tơ hiện tại chạy 9.000 cây, đợi em xem lốp còn gì theo xe. Đấy, anh em chờ em xíu mọi người nhá. Mắt mũi nó cận thì anh em phải chờ em đây bên đấy, à. Bên đấy, bên đấy. Lốp còn nguyên zin mọi người nhá. Rồi, quay gần đây chị cái ốc này. Ốc chụp rất đẹp. Ốc thì anh em đây rồi. Là năm sản xuất của lốp đây nhá. Vâng, anh em nhìn xe mọi người nhá. Bộ pha kính này. Đấy, anh em nhìn trong vắt đúng không? 150. Rồi, phiên ABS. Bản ABS. Và giá là 825. 82.500.000 nhá. 82.500.000. Đấy. Khá là hợp lý, cái em khá là hợp lý bởi vì là với một chiếc phiên bản đặc biệt, lốp còn zin theo xe. Đấy, và anh em chỉ có 82 triệu. Anh em đang tìm mua một chiếc SH bản led 2 tầng mà lại đời là đời chót, đời cuối cùng. Cách đây hơn 1 năm thì giá nó vẫn rất chỉ là cao thì đúng không? Rồi, đúng rồi. Những cái đời này lúc trước toàn trăm trên trăm đấy anh em ạ. 100 có những thời điểm 130, 140. Đúng rồi, nhưng mà thôi. Một chiếc. Theo thời giá đúng không anh em? Bây giờ các cái em nó lên mơn mởn nó lên rồi thì các chị phải già già, các chị phải đi xuống. Đấy, nên em ra là thôi nó bây giờ nó phải cân bằng với giá thị trường. 82.500.000 anh em có thể sở hữu cho em một chiếc SH bản led 2 tầng đấy 2019 phanh ABS, bản đen dần bản đặc biệt anh em nhé, đời 2019 và là 150cc nhé. 150 vâng. Rồi em ơi, tiếp theo cho chị đây, dành cho anh em nào vừa hỏi em là xe màu vàng vàng là bao và 50cc giá bao nhiêu. 50cc Scoopy mọi người nhá, xe thì dạ vâng,